Sáng nay Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa 2 năm 2022 cho các quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ khối. Qua 4 ngày học tập, các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề. Mỗi chuyên đề đều được các báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản, đồng thời mở rộng minh họa gắn với thực tiễn công tác, giúp học viên tiếp thu một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, lớp học còn tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố. Từ đó giúp học viên nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng, xây dựng động cơ đúng đắn, tự nguyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học có 231 trên 285 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Trong đó, xuất sắc 31 học viên chiếm 13,42%, giỏi 99 học viên chiếm tỷ lệ 42,86%.